còn nữa đâu, tiếng tâm trên xã hội này ổng bây giờ không còn gì nữa đâu, là còn hai con nè, là ông Tý với ông gì. Nhưng mà chú Năm biết mấy người không? Thấy biết sao dưới cô Tướng? Là hai bắt á, bắt á, là lính ruột của Huỳnh Kim Đơn. Là dạy võ thôi, chứ hai bắt là chỉ biết về cô Bi Nam thôi. Chứ về võ không kia hai bắt hạn chế lắm, không phải là đối thủ của người ta. Dạ. Không biết cái chuyện đó. Đó. Cũng dạy võ ở khu xe rác mình nữa, nhưng mà so với chú trời đâu có cửa đâu mẹ ơi, hoài mệt trời, quá không biết cái gì không trời, sao không biết mày không mà chú kể là con không biết, là chú biết là một số công chuyện thôi, nhưng mà thật sự là còn sâu hơn nữa thì con không biết là biết hay không. Ông chú nói thì chú nói là nó con nó lạ nè, Lê Bắc á là đã tới của Quỳnh Kim Đơn đã tới gục, nhưng mà biết sao không, cũng như là đức thầy á đưa ra rồi đệ tử nó làm bậy, Lê Bắc không làm bậy, Lê Bắc rồi cha có không nhàn cái đâu, cha không có nhàn, là nói nè bây giờ á huynh đệ tại lại dưới làm bậy chứ không phải y ta không làm bậy nè, mà vậy người ta là, không có cái gì là hồi lúc xưa á là Ba Na là lính ruột chứ không phải Lê Bắc đâu, Ba Na tên này đây nè. Nhưng mà Ba Na so với ông Sáng con của ông ông hai bé chồng á, Ba Na chưa chắc đúng ba, bác Ba nói đúng nè, là ông Quỳnh Kim Đơn á là ông giỏi võ, ông mà giỏi võ, ok, một người giỏi võ muốn học bên đường coi, một người học đường coi muốn học bên ai võ, ok, hợp lý qua lại với bạn bè nhau rồi ấy, mà chỉ có trong ban của ông thầy chùa nhàn là chứ ông sáu thủy thôi là mới đưa qua rồi mới giải, rồi tôi gửi qua đó à, gửi con cháu qua học giống như võ à. Còn là một người giỏi rồi đưa người nóng mà quýnh đưa ông Phát qua chắc quýnh là cái chết rồi, tôi Phát nút nóng đương nóng nã xưa dân người ta, nhưng mà dạ, bây giờ ông thầy chùa nhàn xong rồi ông cấp của mình đó nha, ông cấp của mình là giỏi cái gì bà nội nói con nghe, ông cấp mình là không có giỏi, cũng ngang hàng với ông này, ông cha ông thầy chùa nhàn, ông đơn là ông trên, ông đơn là trên ông thầy chùa nhàn, trên ông ngoại, trên ông gốc ngoại, ông gốc ngoại mình giỏi về cái gì bà nội nói con nghe, ông này giỏi với ông phóng phi tiêu phóng gì nào, ông phóng hay lắm. Tức là ông phóng mà ông phóng cái giống là cái gì mà ba gốc thì là có cái ba cạnh ha, ba cạnh ha, là giống như phi tiêu đi, mình coi như phi tiêu đi, là ông phóng hay. Thứ hai nữa ông cấp ở nhà mình là ông giỏi về bên võ hay là như thế nào, không biết ông này giỏi thế nào mà được ông, nhưng mà vẫn là nằm trong ba ông, tức là thầy chùa nhàn và ông Quỳnh Kim Đơn, bị ăn cướp quýnh ông chạy ra ông kêu ngoại nè, với kêu ngoại ông, kêu ngoại ông tấm thầy ông nè, ba ông này mà hai ông này không vô nhà đâu có giỏi vậy đâu, ông Quỳnh Kim Đơn mới giỏi, ông này chùa nhàn là chứ đường roi thôi đường roi thì ông giỏi được, thầy chùa nhàn đường roi ông mới học cái ông mới đưa ông sáu tỷ qua bây giờ là trời ơi, cởi không bài bản hết trơn á. Ông thầy chùa nhàn á là ổng luyện bên là Thiên Linh chú Hộp đó, nó dùng các đầu đó. Khả năng á, ví dụ như nói mày nè, chút nữa mày đau bụng đó, phải không? Là khoảng 15 phút nữa bị liền. Ông có vợ, ông có chữa đó, ông đau bụng bên đó nè. Ổng luyện được Thiên Linh. Ông quýnh đầu ba bữa. Ổng có khả năng đó là từ trong nhà này bay ra ngoài khoảng 20 thước bình thường. Dạ. Nhưng mà lúc đó thời chú Năm là còn nhỏ là chú Năm đã biết ông rồi. Đã biết ông đó. Vậy rồi. Đó. Là ông thầy chùa nhàn á là ông nói thầy ông Quỳnh là con cũng mới nghe chứ. Ông Quỳnh Kim Đơn á là ông nghe. Là võ sư nha. Dạ. Ông thầy chùa nhàn là không võ sư. Dạ. Nhưng mà ông thầy chùa nhàn ông phán một câu, ông Quỳnh Kim Đơn, ông vô trong nhà tôi bất cứ đụng lúc nào với tôi, ông muốn chém, ông muốn cuốc, ông muốn chém chừng nào ông chém, nhưng mà ông Quỳnh Kim Đơn không làm được đã vào rồi nhưng mà không thể nào hạ ông này được như đó. Vậy
là ổng luyện được cái môn phái kia. Ông kia đi vô khoảng 30 thước là ông này biết rồi. Báo luôn. Đó. Là ông Quỳnh Kim Đơn, ổng là võ sư. Dạ. Nhưng mà ổng không có đụng được ông thầy Trương Nhàn. Đó. Ông cho ông chết đó. Nhưng mà riêng cái nhà mình đó là ông Hai Cản. Hả? Hai Cản. Là ông Hai Cản giỏi về bên gì? Bên võ không giỏi. Ông giữ châu. Nhưng mà giờ đâu? Nhưng mà giữ châu mà phải vính người ta, phải lụm người ta chứ đâu phải giữ châu mà bình thường đâu. Ông đâu có hay đâu vính đâu có ông đâu có đi có này. Rồi giữ châu. Nhưng mà ông đi Hai Cản là ông cấp ngoại của con nè. Bây giờ ông giỏi về cái gì? Ông giỏi về nghề võ chứ ông đâu quýnh võ đài. Có ông đơn. Không đấu vô đài luôn. Không, không. Nhưng mà lúc mà chú ba đấu vô đài á, là ông Hai Cản á, là ông cốc ngoại con có chỉ cho ông không. Chú ba không? Học cái ông thầy ở bên thầy chùa ở núi á, đi xuống này chú ba mẹ ăn cắp sao ba giờ lúa ha. Chống đem trọng á, cái ra vô sao gạt. Thường quýnh đụng mẹ chắc ba cũng hạng mình thôi. Tao gạt chú ba mà sao nói trời ơi công an vô gần tới hỏi tao đi đâu quân anh đâu tao nói ở trong thì chùa sao cầm bộ sao chống xuồng chống tông la không đông quản không dông vô quản long gì à. Nhưng mà cuối cùng là chú ba đi quýnh đại là võ mà đi học á là không phải của ông thầy chùa Nhàn, không phải của ông cấp mình luôn, mà cũng không phải của Quỳnh Kim Đơn, cuối cùng là học của người khác. Cái ông nào đâu thấy ai giống thầy chùa đó. Nhưng mà bà nội thấy ngày xưa là chú ba cũng đã thắng rất nhiều trận đấu đài Campuchia đúng không? Ai biết học tàu cái đó xong trốn rồi, chú ba thì có quýnh lâu đâu mà trốn tàu thì chờ trốn đậu tàu đâu biết trận bỗng mía gì mà cũng phải có quýnh chứ sao không chỉ vui thôi học để biết thôi chơi nó sợ đi chơi chứ bà cũng phải quýnh mấy trận chứ trời ơi con đâu hiểu đâu bữa nào khỏe đi tao kể cho mày chuyện đời tư của mấy ông nội kia tất nhiên á là bà nội mới kể là ông thầy chùa Nhàn với ông thầy Quỳnh Kim Đơn nó là sao những người bạn sao gì con có hai người bạn hai người bạn thấy là con của thầy Nhàn là dây võ của con nha thằng đó giỏi đó sao thị như chú tí đó là giữ đó sao thị là bên của thầy chùa Nhàn còn chính tí là của Quỳnh Kim Đơn anh thấy chết rồi phải không mày? Chết rồi, chết mình là thợ bị xe. Cái thằng nó giỏi lắm đó. Giỏi đó, đi ra một cái đụng quẹo cái là ốc nổ. Dữ lắm á. Còn tại hơn hơn. Quýnh một cái là nó chết là chết đó, chứ không phải vẫn chơi 20 năm trước đó. Rồi tức là Sáu Thủy rồi con của ông Quỳnh Kim Đơn. Thầy chùa Nhàn. Ủa, con thầy chùa Nhàn hả? Bên ông chùa Nhàn. Ồ vậy là sư phụ của bộ hả? Ông Sáu Thủy đó. Chị tổ trong gì bộ đó. Nhưng mà ai dạy bộ? Dạ, dạy cho ba tôi rồi qua dạy cho tôi. Tức là dạy cho mấy kia nữa. Sư tổ, sư tổ. Sư tổ đó. Ông Kim Đơn á là ổng á là như thầy chùa ngang hàng ha ông. Ông thầy chùa Nhàn. Ông Quỳnh Kim Đơn á là ổng với ông thầy chùa Nhàn á là ngang hàng. Ông Quỳnh Kim Đơn, ông thầy chùa Nhàn ông ấy nói với ông Kim Đơn á, nếu ông vô này mà giờ nào ông quýnh tôi ngồi đó, tôi ở đâu ông muốn quýnh giờ nào ông quýnh tôi chết xỏ. Ông Kim Đơn ông đi quẹo tới chỗ nhà của ông ba bụng đó ha, đi chừng 3 lần mà quýnh ông lại không được á. Quýnh không được ông thầy chùa Nhàn. Thì là ông thà ông Quỳnh Kim Đơn 3 lần không hạ được ông thầy chùa Nhàn. Ông nói quýnh ông chết bỏ không ấy. À quýnh chết bỏ mà. Mà ông Quỳnh Kim Đơn vô hoài mà quýnh ông thầy chùa không được. Vô gần tới cái quẹo chỗ ông ba bụng á là ông thầy chùa hay vậy. À nhưng mà cuối cùng là hai ông có quýnh nhau chưa ông nội bà nội? Ông thầy chùa Nhàn mà nội ông ở trong nhà đó ha. Mà ông cướp vô 4 thằng. Vô hạ trong nhà ông giác cái giải ra mà ông chạy vô tới nhà của phía ta để ông mày ông đốc mày ha. Chạy vô ông kêu mấy em kêu tiếp tôi với ông đánh theo ông kêu tiếp tôi. Mấy ông chống hai cây nạn ông ra cái một ông dâm thầy chùa ông ra cái một ông kêu mấy ông này vô mấy ông này không dám vô. Ông cướp vô mà ông cướp lên nghề võ không à. Mà biết